Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục thứ hai. Và tiết mục đó là tiết mục được dàn dựng theo ý tưởng về gió. Xin một tràng pháo tay để chào đón bài thi của Thủy Tiên. Thủy Tiên, em rất là đáng yêu trong cái bài này. Đáng yêu, dễ thương. Tụi con làm hôm nay nó rất là cute. Em có cái sự phát triển về nhảy múa, em đang tiến bộ rất là nhiều. Tại Thủy Tiên em đã cố gắng, nhưng mà cách nằm bật dậy là đối với rất khó với một người có cơ thể như em. Cái ảnh Sơn Lâm mỏng dánh à, được một cái nữ thần khổng lồ vươn lên rất nhẹ như cánh chim, rất dễ thương. Tôi cho đây là một cặp đôi đẹp, đẹp như một cặp công thật ở ngoài đời vậy đó. Cái bưng bê mà xoay được cái mặt của Tiên nó đã và nó thăng hoa và nó như là muốn ăn tươi nước sống Sơn Lâm vậy đó. Chú đã yêu Tiên ngay từ buổi đầu tiên thì cho tới giờ này chú vẫn nói là chú rất là yêu con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một MV có thể nói là khá kịch tính giữa hai vị thần gió và được hóa thân bởi Thủy Tiên và Sơn Lâm. Tôi tin chắc là anh Hoài Linh đang có rất là nhiều điều muốn nói, tại vì cái này nó giống như là một cái cuốn phim. Và xin mời anh Linh ạ. Cái bài nhảy này các bạn dàn dựng khá là thú vị và cái ý tưởng nó rất là dễ thương. Tuy nhiên chỉ có cái này, tức là cái phần đầu á mà Tiên diễn solo một mình á thì nó chưa có thực sự lôi cuốn tôi lắm, cho đến khi hai bạn kết hợp vào để đấu với nhau á thì thực sự các bạn làm tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì có những cái động tác các bạn làm rất là khó và cái khó đó nó rất đẹp, nó đẹp và làm cho tôi cảm thấy rất là hứng thú khi xem cái bài này. Đó là cái sự thành công của các bạn và chúc các bạn may mắn thành công nhé. Vâng, xin cảm ơn giáo cả Hoài Linh rất nhiều. Cảm ơn Thủy Tiên và Sơn Lâm.